VinFast VF E34 lần đầu lộ diện trên đường phố sau khi nhận đặt cọc. Mẫu ô tô mang nhiều đặc điểm giống VinFast VF E34 xuất hiện với lớp ngụy trang trong một khu đô thị tại Hà Nội. Những hình ảnh chạy thử nghiệm của một mẫu ô tô VinFast vừa được đăng tải trên mạng xã hội. Mặc dù khoác trên mình lớp ngụy trang, không khó để nhận ra chiếc xe này mang nhiều đường nét thiết kế giống VF E34 mẫu ô tô điện đầu tiên được VinFast bán tại Việt Nam. Một nguồn tin của Dinh cho biết xe VinFast VF E34 đang được chạy thử nghiệm tại một số nơi. Người này từ chối tiết lộ lịch trình thử nghiệm của mẫu xe điện. Cụ thể, chiếc xe thử nghiệm có phần đầu ngắn, tạo hình tròn trịa và đường viền kính cửa sổ ở cột C tương đồng với VF E34. Những điểm giống nhau dễ nhận thấy khác gồm la răng 5 châu kép và đèn pha dạng giọt nước. Bên cạnh đó, chiếc xe thử nghiệm cũng có giải LED định vị cánh chim đặc trưng của VinFast ở cụm đèn trước và sau. VinFast VF E34 là mẫu ô tô điện phổ thông đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam. Xe thuộc phân khúc sub hạng C, có giá 690 triệu đồng và nhận đặt hàng từ ngày 23 tháng 4. VinFast VF E34 được trang bị một động cơ điện công suất 110 kW, 148 mã lực, mô men xoắn 242 Nm và hệ dẫn động cầu trước. Xe dùng bộ pin 42 kWh, đi được 300 km mỗi lần sạc đầy, kèm tính năng sạc nhanh 15 phút cho quãng đường 180 km. Ngoài ra, xe cũng có các tính năng hỗ trợ lái, cập nhật phần mềm từ xa, chăm sóc khách hàng từ xa, định vị và tìm trạm sạc, đại lý, học và ghi nhớ thói quen sử dụng của người dùng, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói và nhiều hệ thống an toàn hiện đại. Theo VinFast, VF E34 nhận gần 3.700 đơn đặt hàng sau 12 giờ chính thức được mở bán.